sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định chấm dứt nỗ lực tái tranh cử hồi tháng 7. Hơn 300 cựu nhân viên của Phó Tổng thống Kamala Harris đã công khai ủng hộ bà thay thế ông. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng lãnh đạo của bà ấy. Các cựu nhân viên viết trong một lá thư ủng hộ Phó Tổng thống. Bà ấy là một lãnh đạo phi thường với tính cách tuyệt vời. Nhưng trong các cuộc phỏng vấn, những cựu nhân viên đã ký vào bức thư thừa nhận, nó cũng gợi nhớ đến một trong những đặc điểm gây tranh cãi của Harris, phong cách quản lý quá khắt khe. Những người đã làm việc cùng Harris cho hay, những tương tác giữa bà với nhân viên giống như một cách công tố viên đang khai thác thông tin chi tiết từ nhân chứng. Cách tiếp cận thận trọng, đôi khi quá chậm của bà trước những quyết định lớn đã khiến nhiều người thất vọng thay vì thấy được truyền cảm hứng. Tại chiến dịch tranh cử năm 2019, nhiều người phàn nàn rằng bà Harris đã không đưa ra được định hướng cho chiến dịch, khiến chính nhân vật của bà bối rối. Bà không ra quyết định dứt khoát khiến các phe phái trong nội bộ đầu đá lẫn nhau để giành quyền kiểm soát. Bà Harris kết thúc chiến dịch tranh cử vào tháng 12 cùng năm vài tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở Iowa. Đây được coi là cú sụp đổ đáng kinh ngạc với một ứng viên ban đầu được coi là tiềm năng nhất. Bà Harris đã trải qua nhiều thách thức trong năm đầu tiên đảm nhận chức vụ phó tổng thống Mỹ. Bà là phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người gốc Ấn đầu tiên đạt được chức vụ này. Những kỳ vọng đã gia tăng đáng kể áp lực lên văn phòng của Harris. Các nhà báo theo dõi bà trên khắp thế giới và những đối thủ chính trị tìm cách khuếch đại bất kỳ va vấp nào mà bà gặp phải. Trong thời gian này, văn phòng của Harris liên tục thay đổi nhân sự. Những thông tin về tình trạng đấu đáo nội bộ và rối loạn công việc giữa các trợ lý thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Phó Tổng thống đã kịp thời thay đổi sau những lời góp ý của nhân viên. Nhiều sự kiện đã được diễn ra sau đó, phù hợp với kế hoạch của bà Harris hơn, nhất là về vấn đề phá thai. Bà vốn là người đấu tranh lâu năm cho quyền sinh sản, trong khi Tổng thống Biden, người công giáo thường tránh đề cập vấn đề phá thai, đôi khi chật vật giải thích các chính sách chính quyền đưa ra. Theo tờ The Economist của Anh mới đây, trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, Ukraine hiện đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về quân sự, kinh tế và ngoại giao. Mặc dù vẫn giữ vững niềm tin vào chiến thắng, nước này đang ngày càng bị dồn vào thế phòng thủ. Các chiến lược quân sự và hy vọng vào sự hỗ trợ từ phương Tây đang dần trở nên bấp bênh khi Ukraine phải đối mặt với các vấn đề nội bộ và sức ép từ Nga. Trên mặt trận quân sự, Ukraine đã có những thành công đáng kể trong việc cản trở đà tiến công của Nga Phó tham mưu trưởng quân đội Ukraine Volodymyr Hobatiuk tuyên bố rằng Nga đã phải trả một cái giá đắt cho những đà tiến công của mình. Tốc độ tiến công của Nga vốn đã chậm lại càng chậm hơn trong những tháng gần đây, cho thấy Ukraine đã thành công trong việc kìm chân đối phương. Tuy nhiên, Ukraine cũng phải đối mặt với thách thức lớn trong việc thay thế và bổ sung lực lượng đã tổn thất. Dù thương vong thấp hơn so với Nga, theo tướng Volodymyr Hobatiuk, các sĩ quan Ukraine thừa nhận rằng việc huy động thêm tân binh đang gặp khó khăn. Ukraine cũng yêu cầu được phép sử dụng các loại tên lửa tầm xa hơn và mạnh hơn của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép lên Moscow. Tuy nhiên, lo ngại về sự căng thẳng từ Nga đối với các quốc gia phương Tây đã khiến yêu cầu này bị từ chối. Trên mặt trận kinh tế, Ukraine cũng gặp phải nhiều khó khăn nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, phá hủy gần 80% sản lượng điện từ than và khí đốt khi mùa đông đến gần tình trạng thiếu điện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Có lo ngại rằng mất điện luân phiên có thể kéo dài đến 12 giờ mỗi ngày, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp xấu nhất, các đường ống dẫn có thể đóng băng và vỡ, khiến hệ thống sưởi ấm bị vô hiệu hóa ngay cả sau khi nguồn điện được khôi phục. Bên cạnh đó, nền kinh tế Ukraine đang chịu áp lực lớn từ cuộc xung đột. Khoảng 6,5 triệu người đã rời khỏi đất nước, chiếm gần 1 phần 5 dân số. Hơn 60% người dân còn lại cho biết Thu nhập của họ đã giảm đáng kể, khiến họ phải vật lộn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Ukraina dự kiến chỉ đủ khả năng trang trải một nửa chi tiêu trong năm 2025 và cần đến khoảng 38 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ các nước đối tác để bù đắp thâm hụt. Dù các đối tác quốc tế đã cam kết giúp đỡ, quá trình này lại đầy phức tạp và phụ thuộc vào ý chí của các nhà bảo trợ nước ngoài. Về ngoại giao, Ukraina vẫn nỗ lực duy trì sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây tuy nhiên tương lai của sự ủng hộ này không chắc chắn nếu bà kamala harris đắc cử tổng thống mỹ ukraine có thể mong đợi một chính sách hỗ trợ tương tự như chính quyền của tổng thống joe biden hiện tại tuy nhiên nếu ông donald trump đắc cử chính sách đối với ukraine có thể thay đổi khó lường đẩy ukraine vào thế phải tự lập hoặc tự xoay sở nhiều hơn tại phiên họp gần đây của đại hội đồng liên hợp quốc tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh sự bất công nếu ép phải chấp nhận một nền hòa bình không công bằng. Tuy nhiên, ông chưa nêu rõ kết cục nào Ukraine có thể chấp nhận được cho cuộc chiến này ngoài việc theo đuổi chiến thắng hoàn toàn. Trong bối cảnh hiện tại, mục tiêu này có vẻ xa vời và không thực tế. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenmans đã xác nhận việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời cam kết hỗ trợ quốc gia Đông Âu này khoản tài chính lớn để phát triển thiết bị bay không người lái UAV, cũng như cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16. Theo Bộ trưởng Brekenmans, nước này đã giải ngân 3,76 tỷ euro, tương đương 4,03 tỷ đô la Mỹ, trong tổng số 10 tỷ euro cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chuyển giao cho quốc gia Đông Âu một radar phòng không Patriot, một lô máy bay chiến đấu đầu tiên trong số 24 máy bay chiến đấu F-16. Hiện Hà Lan đang cung cấp cho Ukraine các bộ phận dự phòng, đạn dược và nhiên liệu cho máy bay F-16, cũng như tìm cách tăng cường đào tạo phi công cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết nước này sẽ đầu tư 400 triệu euro, khoảng 440 triệu đô la Mỹ để phát triển UAV tiên tiến cho Ukraine. Chương trình tập trung phát triển các thiết bị bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phòng thủ và tấn công. Ngoài cam kết đầu tư vào chương trình UAV, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cũng cho biết nước này sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine 3 bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot và tiếp tục chuyển giao cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 trong những tháng tới. Ngoài Hà Lan, vào đầu tháng 9, Mỹ, Đức, Đan Mạch, Hà Lan và Canada cũng đã công bố các gói cung cấp vũ khí và thiết bị mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Cụ thể, sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine gồm khoảng 50 nước tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, Washington thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu đô la Mỹ gồm nhiều loại vũ khí và thiết bị, trong đó có thể có đạn dược, hệ thống liên lạc và thiết bị bổ sung cho các tác chiến trên bộ. Đức, Đan Mạch và Hà Lan cũng cho biết sẽ cùng chuyển giao 77 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine những chiếc xe tăng này được thiết kế để hỗ trợ bộ binh ở các khu vực mặt trận khác nhau. Dù không phải là phương tiện hiện đại nhất, nhưng Leopard 1A5 vẫn có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của các đơn vị thiết giáp Ukraine. Đức sẽ gửi cho Ukraine 12 hệ thống pháo tự hành Panzerhaubis 2000. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair tuyên bố nước này có kế hoạch chuyển cho Ukraine 80.840 quả rocket không đối đất cỡ nhỏ cùng 1.300 đầu đạn và một loạt động cơ cho tên lửa không điều khiển lắp trên máy bay trong những tháng tới. Những bộ phận này có thể được sử dụng cho máy bay không người lái UAV, cho phép quân đội Ukraine mở rộng việc sử dụng UAV tác chiến. Ngoài ra, Canada sẽ cung cấp các bộ khung gầm tháo từ 29 xe bọc thép chở quân M113 và 64 xe bọc thép Coyote, những loại xe mà lực lượng vũ trang Canada không còn sử dụng nữa. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha thông báo sẽ chuyển giao cho Ukraine các khẩu đội tên lửa phòng không hốc gồm 6 bệ phóng nhằm giúp nước này tăng cường hệ thống phòng không. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Pháp, nước này sẽ sử dụng một phần trong số 1,4 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ việc mua thiết bị quân sự cho Ukraine. Các chỉ huy và binh sĩ Ukraine ngày càng lo lắng về việc nước này cạn kiệt nguồn lực nhanh hơn Nga. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần, Ukraine đã hối thúc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự. Những nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ quân sự để xoay chuyển cục diện cuộc xung đột với Nga theo hướng có lợi cho Kiev sẽ phải đối mặt với thời khắc quan trọng vào cuối tuần tới, khi các nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia nhóm họp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trước cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev mong đợi những hành động cụ thể từ các đối tác tại cuộc họp lần này, được biết, Mỹ và các nước phương Tây nhóm họp gần như hàng tháng để thảo luận và thống nhất về việc hỗ trợ cho Ukraine. Điều đó cho thấy Ukraine rất cần đến sự hỗ trợ của phương Tây trong cuộc xung đột với Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu EU Josep Borrell cho rằng nếu phương Tây không trợ giúp cho Kiev thì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc trong 15 ngày. Cụ thể, Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell chia sẻ khi trả lời phỏng vấn với tờ báo Tây Ban Nha Bente Minutos rằng nhiều người muốn xung đột kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng nếu chúng ta ngừng hỗ trợ Ukraine, xung đột sẽ kết thúc trong 15 ngày và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng chúng ta có muốn kịch bản đó xảy ra với người Ukraine và cho sự an toàn của chính chúng ta, cho người châu Âu không? Cuối tháng trước, Kiev thừa nhận gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine, trung tâm điều phối nhà tài trợ quốc tế. Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác. Tiết lộ của ông Umerov về mức độ phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quân sự phương Tây được đưa ra sau khi Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã phải tranh cãi về tốc độ bàn giao viện trợ với phương Tây thông qua các cuộc đàm phán cực kỳ phức tạp. Ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm chế bàn giao viện trợ khiến Ukraine tổn thất lớn. Trong khi đó, Hải quân Ukraine lưu ý số lượng tàu chiến Nga đã tăng gấp đôi so với ngày mùng 6 tháng 10. Sự gia tăng bất thường này có thể là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ tấn công tên lửa của Nga trong khu vực. Sáng ngày 7 tháng 10, 4 tàu chiến Nga đã được triển khai làm nhiệm vụ ở Biển Đen và mang theo khoảng 24 tên lửa hành trình Calib. Tại khu vực biển Địa Trung Hải, có sự xuất hiện của 3 tàu chiến Nga với tổng số tên lửa mang theo là 20. Ngoài ra, Ukraine thông báo Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinza nhằm vào thủ đô Kiev và căn cứ không quân Starokostyantinov ở Khmernitsky.